Thưa quý vị, và ngay sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh, chiều 29 tháng 6, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về công tác coi thi của kỳ thi tại tất cả địa điểm trên toàn quốc. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết các buổi thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng theo quy chế. Việc để lộ đề thi môn ngữ văn và toán, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin đình chỉ thi của hai thí sinh trên do vi phạm quy chế thi, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ có liên quan. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 diễn ra, các địa phương trên cả nước đã có tập huấn về công tác bảo mật đề thi. Dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo ở nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn, nhưng vẫn có thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra ngoài. Vụ việc lọt đề thi ngữ văn và toán xuất phát từ thí sinh ở tỉnh Cao Bằng và Yên Bái đều vi phạm cùng dạng thức là sử dụng thiết bị chụp đề thi ra ngoài trong thời gian đang tổ chức thi. Thì đến giờ phút này có thể khẳng định các thí sinh, hai thí sinh ấy là vào vi phạm quy chế thi, căn cứ theo những quy định của quy chế thi và chúng ta đang xử lý theo trường hợp đó là vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đó là sử dụng điện thoại trong phòng thi và đã cóp đề thi thức và đã đình chỉ thi. Còn Bộ Công an nhất trí cùng Bộ chúng ta tiếp tục điều tra, xác minh các bên liên quan. Chúng ta lưu ý bên này, kể cả đối tượng được gửi ra ngoài thì là xử lý và sau đó xử lý theo pháp luật và lúc đó khẳng định mức độ nào gọi là vấn đề về theo những quy định về tố mật của đề thi. Thì còn hiện nay chúng ta khẳng định đó là vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2003 và xử lý đúng theo quy chế này. Về vấn đề phát sinh tại Hội đồng thi Hà Nội, điểm thi trường Yên Hòa Cầu Giấy, khi thí sinh làm bài thi muộn hơn so với thời gian thi, do trường điểm thi đánh trống sớm hơn 5 phút, nên điểm thi này đã bù giờ cho thí sinh. Việc xử lý hoàn toàn sẽ do Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Hà Nội phân cấp. Phía Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục yêu cầu Ban chỉ đạo thi Hà Nội báo cáo về vấn đề này.